Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội HPK. Ở trong chương trình lần trước thì chúng ta đã nhìn thấy phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen của chiếc xe Lux SA phiên bản năm 2021 rồi. Thì ngày hôm nay thì mọi người sẽ đến với phiên bản đó là màu đỏ. Và chúng ta sẽ xem rằng là ở giá lăn bánh thời điểm tháng 6 này ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh là bao nhiêu. Cùng với đó sẽ là cập nhật các khuyến mãi ở thời điểm tháng 6 này cho mọi người. Và trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của đội HPK và nút chuông bên cạnh mọi người nhé. Với phiên bản ở tháng 6 này thì chúng ta sẽ có 3 cái tùy chọn để chúng ta có thể lựa chọn khuyến mãi. Thứ nhất là mọi người có thể sử dụng ngay lập tức trả thẳng với chiếc xe này, nghĩa là mọi người sẽ được ưu đãi. Một lát nữa Quyết sẽ chia sẻ cho mọi người. Thứ hai là chúng ta sẽ có tùy chọn, đó là vay, nghĩa là 2 năm đầu mọi người sẽ được hỗ trợ là 0% luôn. Và từ năm thứ 3 đến năm thứ 8 thì lãi suất sẽ không vượt quá 10,5%. Đó, tương ứng với khoảng là 8,5%, 0,85% một tháng. Và tùy chọn cuối cùng đó chính là trả góp cấn trừ đối ứng. Cấn trừ đối ứng nghĩa là mọi người sẽ lấy số tiền đó, mọi người trừ thẳng vào tiền đối ứng luôn, nghĩa là chúng ta sẽ không phải nộp tiền đối ứng nữa. Về sau khi cái tiền mà đối ứng đó chúng ta sẽ tính vào cái phần trả góp hàng tháng của mọi người. Thế nên là mọi người cũng sẽ được ưu đãi nhiều hơn, trả góp hàng tháng cũng sẽ được ít hơn. Đó, thì cụ thể như thế nào thì mọi người cứ gọi điện đến hotline của đại lý VinFast, các bạn sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người xem cái nào phù hợp với mọi người hơn. Ngoài ra thì nếu anh chị chúng ta đang có nhà Vinhome hoặc là chúng ta mua được voucher rẻ thì có thể ưu đãi lên tới 200 triệu đồng. Ngay là lập tức mọi người trừ ngay giúp Quyết voucher 200 triệu đi, thẳng vào giá luôn. Thì đó, thì đấy là một trong những cái rất là ưu đãi. Cụ thể nếu mọi người chưa có cái voucher đó thì mọi người cứ gọi điện đến hotline của đại lý, các bạn sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người thì cách mà mua voucher như thế nào để cho mọi người có cái giá xe nó hợp lý nhất, hợp túi tiền nhất và rẻ nhất cho mọi người muốn sở hữu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các phiên bản lăn bánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Chúng ta sẽ đến với Hà Nội trước đi, đúng không ạ? Thì để lăn bánh Hà Nội với phiên bản tiêu chuẩn tương tự các phiên bản khác mọi người nhé, thì chúng ta sẽ cộng thêm lệ phí trước bạ, phí biển số, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đăng kiểm và phí bảo hiểm vật chất. Nghĩa là cái này không bắt buộc nhưng mà Quyết cộng vào luôn, tại vì nhiều khi mà mọi người hay sử dụng thì chúng ta nên mua cái bảo hiểm vật chất, tránh vì sau đâm va đụng chạm cháy nổ xe thì sẽ được hoàn toàn bồi thường 100%. Đó, thì những quý vị các bạn chúng ta đang ở Hà Nội với phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ lăn bánh tổng cộng hết tất cả là 1.396.000.000. Còn những quý khách hàng chúng ta mua xe phiên bản nâng cao thì sẽ là 1.477.000.000. Còn phiên bản cao cấp nhất để lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 1.648.000.000. Thì cụ thể như thế nào thì mọi người cứ gọi điện đến hotline của đại lý, các bạn sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản VinFast Lux SA lăn bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên bản tiêu chuẩn để lăn bánh Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ít hơn Hà Nội do là tiền thuế chỉ 10% thôi. Thì sẽ là 1.371.000.000 với phiên bản tiêu chuẩn. Còn phiên bản nâng cao sẽ là 1.451.000.000. Và cuối cùng đó chính là phiên bản cao cấp 1.619.000.000. Với phiên bản cao cấp này thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp cho đại lý. Hiện tại thì phiên bản cao cấp đang có ưu đãi lên tới giảm thêm 50 triệu đồng dành cho mọi người nhé. Thì cụ thể mọi người cứ gọi điện vào hotline, các bạn sẽ tư vấn trực tiếp. Và cuối cùng đó là những quý khách hàng chúng ta ở tỉnh, nghĩa là không bao gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì lăn bánh đối với phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta như bao gồm như Quyết vừa nói, phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ, bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất 1,5%, thì sẽ là 1.352.000.000 với những quý khách hàng chúng ta mua xe phiên bản tiêu chuẩn ở các tỉnh. Với phiên bản nâng cao lăn bánh ở tỉnh thì sẽ là 1.432.000.000. Và cuối cùng là những quý khách hàng chúng ta đang ở mua, đang quan tâm đến phiên bản cao cấp nhất ở tỉnh thì sẽ là tròn 1.6 tỷ. Đó, vậy là vừa rồi Quyết vừa mới chia sẻ cho mọi người với chiếc xe phiên bản Lux SA phiên bản 2.0 phiên bản màu đỏ. Vậy quý anh chị nếu chúng ta còn quan tâm đến màu gì nữa thì hãy comment ở phía bên dưới, Quyết sẽ làm. Thì ngoài việc màu đỏ, trắng và đen Quyết đã làm cho mọi người, thì ngoài ra chúng ta còn có thêm màu cam này, màu nâu, màu xanh, xin lỗi mọi người, màu xanh Quyết đã làm rồi, màu bạc này. Đó, thì mọi người thích màu nào hãy để lại comment ở phía bên dưới cho Quyết biết. Với phiên bản Lux SA phiên bản 2.0 này thì chúng ta còn có các cái phần phân khúc khác mà Quyết cũng đã làm rồi, ví dụ như Fortuner phiên bản 2.7, máy xăng này, chúng ta cũng cạnh tranh với mức giá là 1.138.000.000. Mọi người có thể xem ở trong kênh của đội ngũ, mọi người search là Fortuner 2021 thì sẽ ra. Hay là chúng ta có thể so sánh với phiên bản Ford Everest
Đó, Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe thì đội ngũ cũng đã làm rồi. Hoặc là Mazda CX-8. Đó, thì nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng với phiên bản Lux nhà Vin, chúng ta ủng hộ Việt Nam với sản phẩm mà cũng rất là tuyệt vời, với hộp số và hay là động cơ của BMW, thì mọi người hãy gọi điện vào hotline của đại lý, các bạn sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người xem là mọi người phù hợp với phiên bản nào hơn. Đó, còn các cái thông tin về kỹ thuật thì Quyết cũng đã chia sẻ một số clip trước rồi, thì mọi người có thể xem lại. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều cái thông tin hữu ích dành cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất.